Vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác, anh và cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương. Thì mấy hôm nay em Trường bận đi mua xe thì không có quay clip đều lên kênh được, thì rất mong quý cô bác và anh chị thông cảm với em Trường nha. Thì bởi vì em Trường làm có mấy anh em là vừa đi mua xe vừa dọn dẹp và phải xong rồi mới lên sóng phục vụ cho quý cô bác và anh chị nha. Thì trước màn ảnh nhỏ quý cô bác và anh chị là mẫu Innova đời 2015. Đời 2015 bản e-trung nha cả nhà. Đời 2015 đó. Đời 2015 bản e-trung rất đẹp, mà giá thành nó cực kỳ tốt luôn cả nhà ơi. Xe này hai đời chủ nha. Chủ đầu tiên là ở Sài Gòn, thì gốc Sài Gòn, quý khách hàng ở Sài Gòn thì mua về Sài Gòn thì nó cũng cước phí cũng rất là nhẹ nhàng nha, không có tốn mấy chục triệu nha. Cước phí đóng bình thường thôi, 2015 thì cước phí nó tầm 3 triệu mấy 4 triệu ra tinh chính chủ cà vẹt luôn nha cả nhà. Màu trắng cây mây rất đẹp, màu trắng cây mây nha cả nhà, sơn si đẹp, về sẵn sử dụng không phải làm gì thêm. Thì em xin mời tất cả quý cô bác và anh chị cùng em đi một vòng quanh xe đó. Xe màu trắng cây mây nha, rất đẹp. Xe sơn si đang hiện trạng là căng đét luôn nha cả nhà, về là sử dụng thôi không phải làm gì thêm. Đấy, đời 2015, đời rất cao. Đời đăng kiểm, đời 2015 đăng kiểm có 1,5 năm luôn nha cả nhà. Đó, thấy chưa, rất đẹp. Form dáng đẹp mà giá thành vừa phải luôn. Em đỡ được cả nhà mình cái giá rất là yêu thương luôn. Chỉ với 298 triệu thôi. Có 298 triệu sao tại sao nhà mình không sử dụng cái mẫu xe này? Đời nó cao thì tất nhiên là xe cái tỷ lệ lăn bánh trên đường rất là ít luôn. Mình mua về để sử dụng đời rất là sướng luôn cả nhà. Màu trắng cây mây nhìn rất sang trọng nha. Cả nhà lưu ý dùm em là trắng cây mây chứ không phải cái loại màu trắng mà trắng tinh đâu nha cả nhà. Đó. Nước sơn zin của xe còn trên 80%. Đó. Ở dòng Innova này thì được trang bị trên mình là hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng cả 4 bánh nè, hai túi khí nè. Hai phanh trước là trang bị là hai phanh đĩa, hai phanh sau là tan bố trống nha. Đặc trưng lên dòng Innova nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy không? Nhìn rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó. Mặt ca lăng mà inox đồ nhìn sáng. Đó. Hệ thống đèn kèn là còn hoạt động hết luôn, rất là đều nha. Đó, hệ thống đèn pha nè, hình mắt liếc cả nhà nhìn rất đẹp. Lại bổ trợ thêm bên đó là hệ thống đèn gầm. Đó, nhìn rất sáng rất đẹp nha. Đấy, mà giá thành thì vừa phải luôn, chưa tới 300 triệu mà đời tận 2015. Đó, xe full đồ chơi, màn hình DVD, màn hình Android, cam hành trình, cam lùi đầy đủ nha cả nhà. Đây, 4 quay lốp còn rất là mới. Cả nhà xem nè, đó, hệ thống mâm phay xước nè. Đó, hệ thống mâm phay xước nha, lốp rất là dày. Xe không có chút gì gọi là mục mọt nha cả nhà. Gầm bởi cực kỳ đẹp. Đó, xe nhanh trên gương rồi nè. Đó, báo rỉ xe nhanh trên gương. Rồi đăng kiểm tới tháng 7 2023 luôn nha. Còn rất là lâu luôn cả nhà ơi. Đấy, tay cửa thì bên em đã tay cửa mạ chrome luôn nè. Cả nhà thấy không? Đó, tay cửa mạ chrome rất đẹp nha. Đó. Keo sùng chỉ thì mẫu xe này bên Trường cam kết là không đâm ve. Nên cả nhà cứ yên tâm, keo sùng chỉ là zin hết nha. Đấy, tắp bì cửa đồ nè. Cả nhà thấy không? Tắp bì cửa đồ nhìn còn rất là đẹp nè. Cái hệ thống tay cửa của nó là vân gỗ luôn nha cả nhà. Chủ nhân của nó đã sơn vân gỗ nè, nhìn rất đẹp luôn. Đó, vân gỗ nhìn rất đẹp luôn. Trang bị trên mình là hai túi khí nha. Một túi khí bên phụ đây và một túi khí bên vô lăng. Đó, và một túi khí bên vô lăng. Xe cũ số thì cũ số zin. Đó, cũ số zin, ba chìa khóa theo xe. Đấy, hai chìa khóa khiển và một chìa khóa sắt. Đó. Màn hình Android 9 inch nha, và bên đó là có cam hành trình. Camera hành trình á, có camera hành trình luôn nha cả nhà. Tích hợp đầu Android. Nội thất thì chủ nhân của nó thì bọc nội thất màu nâu cà phê. Đó, cái in logo nhìn rất là đẹp nha. Cả nhà. Trần thì đã bọc trần BD màu xám, nhìn chống nóng rất là tốt luôn nha cả nhà. Trần BD màu xám nè, chống nóng cực kỳ tốt luôn. Trần nỉ thì có thể nó hơi nóng tí, nhưng trần BD thì quen một lớp da nữa cho nên là rất là ok. Cả nhà xem tắp bi xe nè. Đó, rất là đẹp nha. Tắp bi rồi nè, rất đẹp. Chủ nhân sơn vân gỗ nhìn đẹp lắm cả nhà nhìn thấy là yêu luôn nè. Đó, nội thất màu nâu cà phê. Đó, rất đẹp. Đấy, cả nhà thấy không, trần BD nè. Đó, thấy chưa, chống nóng cực kỳ tốt. B dàn lạnh zin đeo xe, ở sau là hai dàn, ở đây là hai dàn nữa nè cả nhà thấy không. Đó, nội thất rộng rãi. Cái dòng Innova này nó mang trên mình là đăng kiểm 8 chỗ ngồi cho nên cực kỳ rộng rãi nha cả nhà. Đó, tắp bi tắp bô rồi nè, sàn bọng luôn nè, sạch bưng. Đó, sàn bọng rồi nè, sạch bưng luôn nha cả nhà. Coi nè, mâm đúc nè,
Đó, mâm đúc nhìn phay xước, nhìn rất đẹp, không có dấu hiệu bị xước xát gì hết. Cả nhà xem nè, đấy, xe không có một tí gì gọi là mục mọt gì nha. Đấy, phía sau của xe nè, cả nhà nhìn không, phơm dán nó đẹp không? Đấy, phơm dán nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, phía sau nè, gạt mưa đồ là cũng full hết luôn nha. Đấy, đây nè, camera lùi đồ đầy đủ hết, không thiếu một cái món gì hết luôn. Đó, xe nè, đấy, đinh tán của xe còn đầy đủ nè, không có một tí gì đồ là dấu hiệu đâm ve nha cả nhà. Đó, bên em Trường buôn bán là cam kết cho nhà mình luôn, xe không đâm ve ngập nước nha. Tình trạng là xe không đâm ve ngập nước gì hết. Đó, đó, thấy chưa, cả nhà nhìn thấy không, rất là đẹp nha. Đó, gầm bệ đồ nè, nổ thất nổ thiết đồ rộng rãi lắm. Thì là phụ tùng theo xe là cũng đầy đủ luôn nha cả nhà. Phụ tùng theo xe là đầy đủ hết, không thiếu món gì. Đây, phụ tùng của nó theo xe đầy đủ nè, con đội đồ mở lớp rồi nè, đầy đủ hết. Gầm bể của xe đây, cả nhà xem nè. Đó, gầm bể của xe nè, cả nhà thấy không, không có một tí gì gọi là dấu hiệu mục mọt đâu nha cả nhà. Đó, gầm bể của xe nè, đẹp ken hết luôn, cả nhà thấy không. Đó, không có mục mọt hay là cái gì hết, cả nhà cứ yên tâm mẫu xe này nha. Đấy, keo sùng chỉ đủ hết, keo sùng chỉ đủ hết cho cả nhà luôn. Đó, lốp lép nè, khá là dày. Đây, cửa gờ rôm và xi măng cho mình là hệ thống gương kính điện nè, cả nhà nhìn giùm em nè. Đó, những cái nút nè, nút chỉnh điện nè, hoạt động nè, mọi thứ còn hoạt động khá là trơn tru luôn nha. Đây, những cái nút luôn nè, hoạt động khá là gương điện hết. Và về lưu ý cho em là gương chiếu hậu chỉnh điện luôn nè. Đó, đây là gương chiếu hậu chỉnh điện, có nhiều chiếc, có nhiều chỗ bán là gương chiếu hậu không có chỉnh điện nha. Vô lăng nè, rất cực kỳ đẹp, củ số nè. Rồi, thì em xin mời tất cả các bác cùng em nổ máy mẫu xe này lên nha. Rồi, máy móc đã được nổ lên, xe đã đi gần 80 ngàn rồi, 79 ngàn thì cũng như 80 ngàn. Đấy, đây là mở cốp nè, đây là mở xăng, chân côn, chân ghe, chân số là để bọc inox. Đấy, nhìn rất là đẹp nha cả nhà. Đây, Innova đời 2015 đây nha, Innova đời 2015 đây nha cả nhà. Đấy, đúng đời nha, đúng đời luôn, xì rất đẹp. Đấy, mâm trước nè cả nhà thấy không, cực kỳ đèn đuốc rồi là đẹp hết mặt cái lăng in đó. Cả nhà nhìn không, rất là đẹp luôn. Cả nhà xem được video này nhớ cho em Trường một nút đăng ký kênh, nút ấn quay chuông có bên phải màn hình để tiện cho việc cập nhật những video clip tiếp theo nha. Mỗi ngày em Trường sẽ mua được vài xe, sẽ đăng lên kênh, nó sẽ báo vào điện thoại cho cả nhà mình luôn. Cả nhà mình xem cảm thấy cái chiếc xe nào phù hợp với cái nhu cầu nhà mình á, thì ủng hộ dùm em Trường. Và đây là động cơ của mẫu Innova, thì Innova mang trong mình động cơ là 2.0 nha cả nhà, 100 cây số xe tiêu hao từ 8 đến 10 lít xăng, và nó phụ thuộc vào cái đoạn đường di chuyển của cả nhà mình nữa nha. Và phụ thuộc vào dạng như tài mới, tài cũ, tài cũ đi thì nó sẽ kinh nghiệm hơn, nhiều xe đỡ tiêu hao hơn một tí nha cả nhà. Đấy, keo sùng chỉ nè, cả nhà nhìn không, tuyệt vời, không có dấu hiệu gì đâm ve. Tem mát là còn zin đầy đủ nè, đó, thấy chưa, tem mát đầy đủ nè, thấy chưa, logo Toyota. Đấy, cả nhà thấy không, con hầm máy là zin hết nha. Đấy, đối với mẫu xe này em Trường xin cam kết là 100% là máy móc zin chưa hẹ nha cả nhà, máy móc zin luôn. Đó, khung tay dàn của xe nè, đinh tán còn đầy đủ nè, có nghĩa là chiếc xe này chưa có dấu hiệu gì gọi là va chạm nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, em Trường quay rất là chậm cái cảnh này luôn để trẻ mình dễ mua nha. Đó, đây là hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng cây bốn bánh nha. Đó, đây là hệ thống phanh ABS nè, chống phanh bó cứng cây bốn bánh nè. Đó, máy móc hồ đét hết nha, đẹp tuyệt vời, đẹp từng chi tiết luôn nha cả nhà. Đó, thấy chưa, máy móc khô, không có cái dấu hiệu nhớt nghèo gì nhiễu ra ngoài đâu. Đấy, về mẫu xe Innova 2015 này bên em Trường chào bán với giá là 298 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho cả nhà mình luôn. Đấy, bên em Trường có dịch vụ hỗ trợ sang tên và hỗ trợ đưa xe và tận nhà cho cả nhà luôn nha cả nhà. Đấy, cả nhà nhớ đăng ký kênh và trao đổi qua Zalo số điện thoại của em Trường 0972 147 247 nha cả nhà.